Trên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo là Học viện Nghệ thuật MBC. Cả ba sẽ được học khiêu vũ để có thể cho nhau nhiều cảm xúc hơn. Tụi em tới đây xin phép nhờ anh tập cho tụi em một vài động tác khiêu vũ. Ok. Không biết anh tên là Tuấn. Dạ. Không biết cái này tên gì. Dạ em là Hiến. Đây là Trâm. Trâm. Trong khiêu vũ nói chung, nam là cái người sẽ là người hướng dẫn, là cái người dìu nữ, và người nữ là cái người phải cảm nhận được nam. Qua những cái tiếp xúc cơ thể với nhau, người nữ sẽ cảm nhận nam như thế nào, nam muốn cái gì, và mình làm theo cái đó và làm một cách đẹp nhất có thể. Tôi sẽ dạy các bạn cái cách dựng cơ thể, đứng cơ thể như thế nào cho đẹp để bắt đầu chúng ta nhảy. Nam sẽ mời nữ, nữ đặt tay lên tay của nam, bên tay còn lại nữ để lên vai của nam, mở ra nè, cảm nhận nhau, nhìn nhau đi các bạn. Khi vũ là chúng ta phải liên kết với nhau cả nam và nữ. 2 đi, 1 chụm, 1 2 3 chụm, tiếp 1 2 3 chụm, thế nào. Chúng ta thử đổi nữ với nhau đi. Ok, mời bạn qua đây, cũng y như cái nhịp đó mà mình đi ngang, 1 chụm, 2 chụm. Chúng ta hiểu giống như rumba là cái sự thể hiện tình cảm với nhau. Và cái tình cảm này nó giống như nó mới bắt đầu vậy đó. Nó có cái sự e dè. Cái tình yêu mới bắt đầu nó đẹp lắm các bạn. Thì rumba nó đẹp như vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta học thêm một bước nữa. Một, chụm, hai. Ngay chỗ này nam làm một cái động tác tạo dáng. Chùng chân trái, chân phải duỗi thẳng, mũi chân duỗi thẳng. Nha. Đứng tất cả trên trục một chân. Đó là về nam. Còn bạn nữ nè, khi đó nam sẽ cho mình một cái tín hiệu là nam giơ tay cao lên để cho mình xoay á. Thì bạn nữ sẽ xoay nè. Một, đi theo Tuấn luôn. Một, hai. Cái nhịp số 3 mình lực người về hướng bên này, đồng thời mình xải chân dài ra nè. Một, hai, ba. Rồi ngã xuống. Nam trùng chân, nữ trùng chân. Và nhìn ra hướng này, tay duỗi. Hiến sẽ đi với từng bạn nha, và đi theo cái cách của bạn. Rồi, hai đi, một chậm, một em đi đâu, làm lại em đi đâu đó. Một hai ba chậm, một hai ba hai. Ô, có sao không, có sao không, có sao không? xin rồi. Bây giờ thử với Nhi nhỉ. Một chậm, một hai ba, một hai ba chậm. Sau khi nãy giờ chúng ta học, chúng ta tập luyện, thì giờ chúng ta thử một cuộc thi nhỏ với nhau. Tuấn sẽ là người đánh giá ai sẽ là một cặp đôi hoàn thiện nhất, ăn ý nhất, hiểu nhau nhiều nhất. Ngã ba đường biết chọn ai đây. Ok, bạn cứ chọn, bạn cứ mời ai mà bạn muốn. Đối thủ của em cũng có rất là nhiều điểm, nhưng mà em tự tin vào khả năng của chính mình. Thấy bạn đang có vẻ là nói thích nói chuyện với bạn kia hơn. Ok. Ai sẽ là một cặp đôi hoàn thiện nhất, ăn ý nhất, hiểu nhau nhiều nhất? Ngã ba đường biết chọn ai đây. Ok, bạn cứ chọn, bạn cứ mời ai mà bạn muốn. Đối thủ của em cũng có rất là nhiều điểm, nhưng mà em tự tin vào khả năng của chính mình. Thấy bạn đang có vẻ là nói thích nói chuyện với bạn kia hơn. Ok. Hai em.
Bình tĩnh, bình tĩnh đi tiếp. Lắng nghe nào. Anh là anh. Sai là anh hết. tiếp tục bình tĩnh, cứ sửa. Quay luôn. Rồi. Sao vậy? Sao em bỏ đi luôn vậy? Rồi. Khi mà lần đầu tiên Hiến mời Trâm bước ra, Trâm cứ muốn đi lại thì chưa đi, muốn đi lại chưa đi. Những cái sụt sịt đó là sao? Là cái tín hiệu của bạn nam chậm quá. Cái người nữ không biết phải làm gì bây giờ, cứ không biết đi cái gì. Người nam chưa cho tín hiệu, người nam đó còn phải nghe nhạc. Cho nên người nam phải chủ động hơn. Sau cái sụt sịt đó thì về sau rất tốt. Các bạn cảm nhận được nhau, đi được nhau. Và cái sự lắng nghe nam của Trâm á, bắt đầu lúc đó tốt. Với Nhi thì cái đề ban đầu của bạn rất tốt. Mời nữ ra nhảy liền tất cả tốt, đó là bắt đầu bạn thấm rồi. Càng nhảy như bắt đầu thấy một cái nó lộn xộn, là cái lúc đó hai người đang sao nhãng, bắt tính thấy hai người không còn có khoảng cách nhất định, đặc biệt là nhảy với Trâm rất là nhuyễn, mà nhảy với Nhi thì hơi khập khiễng, này không biết Nhi có buồn không? Em lúc đầu thì chưa hiểu nhau nên em cũng hồi hộp xíu, mang nơi có khá là cao nên thật sự là em cũng hơi sợ. Cảm giác nắm tay bạn em thì bạn ấy không cho em một cảm giác an toàn. Bạn nắm tay em nhảy và mời em lên nhảy như vậy, và ánh mắt hòa quyện vào nhau á, thì em thấy là lâu lắm rồi em mới có cảm giác giống như là được yêu thương như vậy ạ. Hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ là chúng ta lại tiếp tục hành trình để mà bản thân Hiến sẽ cùng khám phá thêm những khía cạnh khác của cả hai cô gái.